Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Nữ nghệ sĩ trẻ sinh năm 2003 bất ngờ đánh bại Hãy trao cho anh của Sơn Tùng MTP, chính thức sở hữu ca khúc V-pop có lượt stream cao nhất Việt Nam hiện nay. Vậy, ai là người có thể đánh bại Sơn Tùng MTP ở vị trí mà anh vốn không có đối thủ từ trước đến nay như vậy? Thì ngay bây giờ hãy cùng với S News tìm hiểu nhé! Theo đó, cái tên đang khiến cộng đồng người yêu nhạc phải xôn xao đó chính là rapper Pháo, sinh năm 2003 cùng với ca khúc 2 phút hơn. Ca khúc này đã chính thức trở thành ca khúc V-pop có lượt stream cao nhất từ trước đến nay, đánh bại nam ca sĩ Sơn Tùng MTP. 2 phút hơn ra mắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2020 đã mang về hơn 12,5 triệu lượt stream trên Spotify, thiết lập con số kỷ lục của làng nhạc Việt, trở thành một hiện tượng toàn cầu khi trở nên cực kỳ nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Không chỉ người dùng tại Việt Nam mà ở trong khu vực lẫn thế giới đều không thể không biết đến giai điệu. 2 phút hơn bản gốc trong thời điểm vừa ra mắt đã gây bão khán giả Việt khi vươn lên vị trí top 2 trending. Và thời điểm vừa phát hành, ca khúc do bàn tay của Masiu nhào nặn kết hợp với một cái tên vô cùng lạ lẫm với công chúng khi ấy là Pháo đã được ví von là hiện tượng túy âm 2.0 bởi phần âm nhạc khá tương đồng và được nhào nặn bởi cùng một nhà sản xuất âm nhạc. Tuy nhiên, thời gian trôi qua thì Pháo đã trở thành một nữ rapper đình đám được công chúng biết đến rộng rãi nhờ cuộc thi King of Rap. Còn 2 phút hơn bất ngờ có một diện mạo hoàn toàn mới sau bản remix, trở thành bản hit cực kỳ nổi tiếng khắp toàn cầu. Như vậy, với thành tích vừa thiết lập, nữ rapper sinh năm 2003 đã chính thức đánh bại kỷ lục được Sơn Tùng giữ vững vàng suốt hơn 2 năm qua. Trước đó, Hãy trao cho anh, ca khúc kết hợp giữa Sơn Tùng và huyền thoại rap thế giới Snoop Dogg đã giữ vững danh hiệu ca khúc V-pop được stream nhiều nhất trên Spotify Việt Nam cho đến khi bị Pháo đánh bại. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này và hiện nay S News cũng đã có mặt trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như các bạn quan tâm, chúng mình sẽ để đường link ở phía bên dưới nhé.